Lời chứng của Daniel Yoder Phần 3, một cái nhìn từ thiên đàng Tôi, Daniel đã nhận được khải tượng này vào ngày 6 tháng 2 năm 2004 ngay sau khi nhìn thấy hội đồng chiến tranh của Satan Thiên sứ nói chuyện với tôi và nói, hãy lên trời với tôi, tôi muốn cho bạn thấy thế giới trông như thế nào đối với đấng cứu rỗi, từ phòng ngai vàng của Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi đi lên phía trên, chúng tôi đã trải qua một tầng nặng nề đó là bản chất tâm linh một sự áp bức khủng khiếp tôi không thể nhìn lên hoặc xuống trời rất tối nhưng chúng tôi đang đi lên trên một chùm ánh sáng tôi hỏi thiên thần bóng tối là gì và tại sao tôi lại cảm thấy bị áp bức và nặng nề như vậy đây là cõi giữa trời và đất đây là nơi satan và các thiên thần của hắn có lãnh địa của chúng họ sẽ có điều này cho đến ngày cuối cùng khi chúa sẽ ném họ xuống vực sâu thiên thần nói với tôi rằng đây cũng chính là nơi mà michael đã chiến đấu với hoàng tử ba tư người đang bắt giữ sứ giả đáp lại lời cầu nguyện của daniel sau đó tôi hỏi thiên thần chùm ánh sáng mà chúng tôi đang đi trong đó là gì anh ta nói đó là lời cầu nguyện của các vị thánh những lời cầu nguyện của những người đang cầu thay và chống lại cuộc chiến tâm linh khi chúng tôi đến thiên đàng ánh sáng chói lọi hơn cả ngôn ngữ loài người có thể diễn tả đôi mắt tự nhiên của tôi không thể nhìn thấy ánh sáng nó như thể tôi đang nhìn thấy nó trong gương sau đó thiên thần quay tôi lại và nói kìa là trái đất tất cả những gì tôi thấy là bóng tối với những tia sáng nhỏ ló dạng khắp thế giới những ánh sáng nhỏ bé này có sức mạnh đến nỗi chúng xuyên qua bóng tối của vương quốc satan Tôi hỏi thiên thần những điểm của ánh sáng là gì? Một lần nữa anh ấy nói với tôi, đây là những lời cầu nguyện của các vị thánh. Đèn không liên tục, chúng tắt và bật liên tục. Tôi hỏi thiên thần tại sao họ chớp mắt liên tục. Anh ấy nói, mỗi khi đèn tắt, đó là do ai đó đang tranh cãi hoặc buôn chuyện, vân vân, trong một nhà thờ cụ thể khiến nó mất hiệu quả trong việc cầu nguyện. Tôi nói nhưng tất cả các nhà thờ đang cầu nguyện tại sao không có nhiều đèn hơn đúng vậy anh ta nói nhưng với tình trạng tội lỗi trong thân thể của đấng kirish satan có quyền chặn nhiều lời cầu nguyện mối liên hệ không bao giờ được thực hiện với thiên đường tôi nói có điều gì chúng ta có thể làm để thay đổi điều này không như tôi đã nói trước đó các thiên thần đang sát cánh để thực hiện chiến tranh nhưng nhà thờ vẫn chưa tìm thấy thẩm quyền của mình để giải quyết cuộc chiến thuộc linh theo cách mà chúa đã kêu gọi cô ấy làm đó là vì sự tranh đấu cạnh tranh đàm tiếu vu khống tiên tri giả giáo sư giả và tội lỗi của dân chúng các nhà thờ đang giảng dạy các học thuyết của con người không phải các học thuyết của đức chúa trời thiên sứ quay về phía tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi và nói bạn đã đọc lời chúa bạn không thấy hội thánh làm sai lệch như thế nào so với những gì được viết trong lời chúa sao họ đấu tranh vì đồng tính luyến ái phá thai hôn nhân chính trị tiền bạc và thậm chí là thảm màu gì để đặt trong nhà thờ của họ tôi nói tôi có thể làm gì để thay đổi nhà thờ anh ấy nói đi đi thôi tôi sẽ chỉ cho bạn nhà thờ một lần nữa trên một chùm ánh sáng chúng tôi chiếu xuống trái đất trên khắp nước Mỹ có vẻ như tôi có thể nhìn thấy tất cả các nhà thờ ở Mỹ cùng một lúc, cả lớn lẫn nhỏ và ở giữa. Tôi thấy xung quanh mỗi nhà thờ đều có những linh hồn ma quỷ được Satan giao công việc cho họ. Tôi nói, nếu nhà thờ của trách họ, họ có bỏ đi không? Người ta viết rằng con người phải ăn năn và từ bỏ đường lối gian ác của mình, chỉ khi đó Đức Chúa Trời mới một lần nữa chữa lành đất. Hai sự bảy, 14. Sức mạnh của bất kỳ nhà thờ nào trong cuộc chiến thuộc linh có liên quan trực tiếp đến tình trạng cuộc sống của những người trong đó. Khi thiên thần vẫy tay trên khắp hành tinh, ông nói, hãy xem con người đã xây dựng các đền thờ bằng xương bằng thịt của họ. Con người nói rằng Chúa sẽ đến và ở trong những tòa nhà này, họ không hiểu rằng Chúa không còn ở trong một tòa nhà nữa mà ở trong trái tim của con người. Hầu hết các tòa nhà này đầy xác thịt nhưng trống rỗng về Chúa Thánh Linh chúng được xây dựng vì sự thoải mái và khoái lạc của xác thịt con người không phải cho đức chúa trời con người đã trở thành người có thẩm quyền trong các nhà thờ chứ không phải đức chúa trời các hội thánh của đức chúa trời hầu như đều do hội thánh quản trị và các quyết định chính trị điều hành khi đức chúa trời đổ thánh linh của ngài ra trên một số nơi nhưng nhanh chóng con người bắt đầu nhận lấy sự vinh hiển khi thánh linh rời khỏi những nơi này các mục sư và nhà tiên tri thậm chí còn không nhận ra điều đó Họ tiếp tục phục vụ trong xác thịt bằng những dấu kỳ phép lạ và những điều kỳ diệu từ xác thịt, không phải từ Đức Chúa Trời. Nhìn, một số thậm chí còn đưa ra các chương trình chữa bệnh thay vì đưa việc chữa bệnh ra đường phố và bệnh viện như Chúa Giêsu đã làm. Một số người thậm chí sẽ không chạm vào những người ngồi trên xe lăn vì họ biết rằng họ không có sức mạnh để chữa lành chúng. Sau đó, ông ấy nói một lần nữa, "Chúng ta hãy nhìn vào hội thánh họ có những nhà tiên tri nói tiên tri để trả giá mọi người phải sửa chữa lời tiên tri của họ họ chạy đi chạy lại để tìm kiếm một nhà tiên tri cho họ một lời nói cuối cùng họ rất bối rối trước nhiều lời họ nhận được họ bỏ đi tìm kiếm đức chúa trời và chỉ tìm kiếm các nhà tiên tri nó gần giống như một cơn nghiện họ phải thường xuyên nhận được một lời từ một nhà tiên tri nếu không họ không thể hạnh phúc tôi nói không phải món quà tiên tri có thật sao? Anh ấy nói có. Chính các tiên tri chân chính thời xưa đã nêu gương bằng cách tiên tri sự sửa sai và hủy diệt qua sự phán xét của Đức Chúa Trời, kêu gọi mọi người phải ăn năn. Hầu hết các nhà tiên tri ngày nay tiên tri về hòa bình và thời kỳ tốt đẹp. Chúng ta sẽ xem cái nào sẽ qua đi. Jeremy 28, 7, 9 dầu vậy, hãy nghe lời tôi nói vào tai ngươi và vào tai cả dân sự rằng. Tám các tiên tri ở trước tôi và trước ngươi, từ xưa đã nói tiên tri về giặc giả, tai vạ và ông dịch cho nhiều xứ và các nước lớn. Chính nếu tiên tri được ứng nghiệm thì sẽ biết tiên tri đó là thật bởi Đức Giê-hô-va sai đến. Ông nói một cách tỉnh táo, ngày nay, phần lớn các nhà tiên tri tiên tri về việc những người sẽ giàu có như thế nào, họ chỉ tiên tri về danh tiếng và sự giàu có, thời vận và phước lành, không bao giờ nói về những khó khăn đau khổ và thực tế của cuộc sống. Họ tiên tri rằng mọi người sẽ có một chức vụ lớn, một chức vụ lớn, họ khinh thường những chức vụ nhỏ. Các nhà tiên tri ngày nay không bao giờ nhìn thấy tội lỗi trong cuộc sống của bất kỳ ai, vì vậy họ không bao giờ bảo ai phải ăn năn. Một số nhà tiên tri đã tiên tri không chính xác rằng Y2K sẽ là một thảm họa, nhưng hoàn toàn bỏ sót ngày 11 tháng 9 năm 02. Các nhà tiên tri đã tiên tri hơn 40 năm nay rằng sự tái lâm của Chúa Giêsu sẽ đến chỉ trong vài ngày nữa. Tôi hỏi thiên thần, ý bạn là gì? Anh ta nói, có một nhà tiên tri ở Arizona đã tiên tri rằng sự kết thúc sẽ đến vào một ngày cụ thể, vì vậy nhiều người đã bán tài sản của họ và chuyển đến đó. Cái bẫy của việc tin họ. Khi Ngài ở đây trên đất, Chúa Giêsu đã nói rất rõ ràng rằng không ai có thể biết ngày Ngài trở lại. Ngày nay, không ai cho rằng Đức Chúa Trời có thể trì hoãn sự trở lại của Ngài trong nhiều năm. Cho tương lai, chỉ cho hiện tại. Tiên tri Joseph đã tiên tri về hạn hán kéo dài 7 năm và con người đã chuẩn bị sẵn sàng. Năm 2004, Julie Rao ở Arizona đã tiên tri về sự diệt vong sắp xảy ra và truyền cảm hứng cho hàng nghìn người bán tài sản của họ và chuẩn bị cho thảm họa. Edgar C. Weisen đã tiên đoán trong cuốn sách 88 Reason Why the vào năm 1988 rằng sự thống trị của nhà thờ Thiên Chúa giáo sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 1988. Sau khi những dự đoán vào tháng 9 của ông không thành hiện thực, Weisen đã sửa đổi ngày dự đoán của mình thành tháng 10. 3. Tôi hỏi anh ta rằng liệu có nhiều thảm họa hơn đang đến với nước Mỹ không. Anh ấy nói có em sẽ cho anh xem. Nhưng bạn chưa thể viết về nó. Tôi nói, vậy thì tôi phải làm gì? Anh ấy nói, hãy nhìn và lắng nghe. Hầu hết các mục sư ngày nay chỉ muốn xây dựng tên tuổi và vương quốc cho riêng mình. Họ muốn được lên TV. Họ muốn có đài phát thanh. Sách trên sách đang được viết về cuộc sống tuyệt vời như thế nào? Những cuốn sách làm cho mọi người cảm thấy tốt rất ít người đang dạy dân sự của Đức Chúa Trời. Các mục sư không dạy dân sự của Đức Chúa Trời cách phân biệt giữa điều thiện và điều ác. Nhà thờ không có quan điểm chống lại tội lỗi, thay vào đó họ đang thỏa hiệp. Hầu hết các nhà thờ thậm chí không dạy người dân của họ cách chiến đấu với chiến tranh tâm linh. mười 13, nằm các ngươi không đi vào chỗ trống, cũng không làm hàng rào cho nhà Israel đứng trong trận chiến trong ngày của Chúa. Tôi nói, nhưng mọi người đang ca ngợi và thờ phượng Đức Chúa Trời. Anh ấy nói, Chúa thậm chí không lắng nghe họ. Anh ấy không muốn nghe những lời tán dương của họ khi họ chỉ làm tăng cường xác thịt họ. A mốt năm, 21, 24 ta ghét, ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi, ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. 22 hai dầu hai các ngươi dân những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta, ta sẽ không nhận lấy, ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi. 23. Hãy làm cho tiếng của các bái hát các ngươi xa khỏi ta. Ta không khứng nghe tiếng đờn cầm của các ngươi. 24. Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn. Ông tiếp tục, nhà thờ muốn đưa vào các chương trình giải trí, không phải giảng dạy ngay cả các mục sư và nhà tiên tri cũng đang trở thành người trình diễn và diễn viên một lần nữa thiên thần quay lại nhìn tôi với vẻ mặt rất tỉnh táo ngay cả các thừa chấp sự cũng đặt tên cho các chức vụ của mình không phải cho đức chúa trời nó trở thành chức vụ của con người không phải của chúa nhà thờ không quan tâm đến những người bị mất hoặc bị tổn thương tôi đã đến nhiều nhà thờ đến thăm họ để cải trang thành một người thể xác như một người có nhu cầu và đã bị quay lưng. Chính Chúa Giêsu đã đến thăm nhiều nhà thờ dưới hình thức vật chất, cải trang thành một người có nhu cầu và đã bị từ chối. Tôi biết về một thiên thần được Chúa cử đến thăm các nhà thờ, đóng giả là một người giàu có. Anh luôn được chào đón với vòng tay rộng mở chỉ vì tiền của mình. Trong những năm 60 và 70, Đức Chúa Trời đã gửi một sự phục hưng cho giới trẻ được gọi là phong trào Chúa Giêsu. Nó đã bị từ chối bởi các nhà thờ dòng chính thiên thần vẫn nhìn tôi với vẻ mặt trang nghiêm và đau buồn anh ấy nói các bạn không biết rằng các mục sư những người được đức chúa trời gọi là lãnh đạo không điều hành các hội thánh ngày nay sao ban giáo hạt lãnh đạo họ một số giáo phái đưa ra các kế hoạch bài học để tất cả các mục sư đều giảng cùng một điều vào bất kỳ ngày chủ nhật nhất định nào thay vì tuân theo chúa thánh linh và lời kêu gọi của ngài đến khu vực cụ thể đó ở nhiều nơi những con quỷ cười khi những người theo đạo chúa tuyên bố rằng chúng đã phá hủy các thành trì hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện tiếp tục của các quán bar gái mại dâm phòng khám phá thai và những kẻ đẩy và sử dụng ma túy anh ta vung tay qua toàn bộ nước mỹ trong một cử chỉ nói hãy nhìn những mục sư đang phạm tội tình dục với vợ của họ hãy nhìn các trưởng lão chấp sự và thành viên hội đồng quản trị đang tích cực tà dâm và ăn cắp của lễ của nhà thờ và tham gia vào nhiều tội lỗi khác. Vậy mà họ tự xưng là lãnh đạo. Khi anh ấy lướt tay qua nước Mỹ, tôi đã thấy phong trào đồng tính luyến ái đang gia tăng nhanh chóng ở Mỹ. Anh ấy nói, hãy nhìn xem, đây là điều mà nhà thờ đang thỏa hiệp. Giờ đây, họ thậm chí còn tuyên bố sẽ phong chức cho những người được gọi là mục sư cơ đốc là người đồng tính luyến ái. Họ hoàn toàn phớt lờ lời Chúa tuyên bố đồng tính luyến ái là một điều ghê tởm đối với Chúa. Tôi đã nhìn thấy dòng máu vô tội đang khóc ra từ những vụ phá thai và sự lên ngôi của Chúa từ những đứa trẻ thất lạc bị phá thai ở đây trên trái đất. Trong một số trường hợp, tôi thậm chí còn thấy nó đến từ những người trong các nhà thờ. Tôi cũng thấy sự gia tăng đáng kinh ngạc về tội phạm và bạo lực, đặc biệt là ở thanh thiếu niên và trẻ em. Esai 3, 12. Dân ta bị con nít hà hiếp và đờn bà cai trị nó. Hỡi dân ta, kẻ dẫn ngươi làm cho ngươi sai lạc và họ phá hoại đường lối ngươi. Sau đó, tôi thấy đấng cờ nhìn ra khắp trái đất, đứng với cánh tay gian rộng của ngài. Tay ngài vẫn còn rỉ máu. Huyết của sự cứu chuộc, huyết của sự cứu rỗi. Nhưng nó đang bị quay lưng lại bởi xác thịt, bởi những con người không ăn năn, chìm sâu trong tội lỗi, sâu trong hận thù và cay đắng. Nhiều người trong số này ở trong nhà thờ. Tôi nghe Chúa Giêsu nói, sự hồi sinh sẽ đến khi con người học cách ăn năn. Chúa Giêsu cũng đã nói, cha giữ cơn thịnh nộ của cha, giữ cơn thịnh nộ của cha, chỉ một thời gian ngắn nữa. Tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của Chúa Giêsu, nhưng tôi có thể biết được những gì thiên thần đang làm là điều đó thật đáng buồn. Rằng Ngài đang khóc trên hành tinh này mà Ngài đã chết vì nó nhìn xuống tội lỗi tồi tệ mà con người đang phạm phải trên trái đất này. Tôi nhớ thiên thần đã nói, những điều ghê tởm được nói đến trong sách Daniel sắp được hoàn thành ở Mỹ. Họ đang giết trẻ em và hợp pháp hóa đồng tính luyến ái. Ông nói rằng khi cả hai được hợp pháp hóa hoàn toàn bởi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua các đạo luật được thông qua, thì sự phán xét của Chúa sẽ giáng xuống đầu tiên là Hội Thánh, và sau đó là Hoa Kỳ. Một phi error 4, 17. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời vả nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Thiên thần cũng nói với tôi một điều đáng kinh ngạc. Ông nói, một trong những trở ngại lớn nhất trong hội thánh là thiếu hoàn toàn sự kính sợ Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ về một ân điển rẻ tiền. Rất ít người sợ hãi về sự mất sự cứu rỗi của họ do cố ý tiếp tục phạm tội. Họ tin rằng họ có thể liên tục sống trong tội lỗi đã được thiền định trước và vẫn được tha thứ và lên thiên đàng. Họ không sợ sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với cuộc sống của họ. Quả thực, khi rắc rối ập đến trong cuộc đời họ, chưa một lần họ nghĩ đến sự thật rằng đó có thể là hậu quả của những hành động của chính mình. Jeremy 5, 25 Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi, tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước. Thiên thần đã chỉ cho tôi cách, trong vài tháng tới, giải trí sẽ hoàn toàn trở thành cha mẹ của trẻ em. Mọi thứ sẽ được chấp nhận, ngay cả nội dung khiêu dâm. Anh ấy nói với tôi rằng có một đại dịch nghiện nội dung khiêu dâm trong nhà thờ, ngay cả trong giới lãnh đạo cao nhất. Khi thiên thần đưa tôi trở về nhà, anh ấy nói, những lời cầu nguyện của người dân 100 năm trước lớn hơn rất nhiều so với những lời cầu nguyện của người dân ngày nay mọi người hồi đó sẵn sàng dành nhiều thời gian để tìm kiếm đức chúa trời ngay cả những người ngoài vòng pháp luật ngày đó cũng tin rằng có một đức chúa trời nền tảng chính của nền giáo dục của chúng tôi ở đây ở mỹ là dựa trên kinh thánh trẻ em được dạy từ kinh thánh để đọc và viết việc bảo vệ trẻ em trong bất kỳ trường học nào là kết quả của việc nói bài cầu nguyện lạy cha hàng ngày hệ thống tư pháp của mỹ dựa trên kinh thánh tất cả những thứ đó đã bị xóa khỏi trường học và nhanh chóng bị các thẩm phán hoạt động loại bỏ khỏi tòa án. Hầu hết những lời cầu nguyện của con dân Chúa ngày nay là hoàn toàn tự tâm và hầu hết mọi người không thể tập trung cầu nguyện quá vài giây mỗi lần. Điều này là do họ đã được nâng cao trước các cảnh hành động nhanh và liên tục chuyển đổi trên màn hình tivi và phim của họ. Việc không có khả năng tập trung này là một cản trở rất lớn trong mối quan hệ của họ với Chúa tôi hỏi thiên thần về thảm họa sắp xảy ra ở mỹ một lần nữa chúng tôi dừng lại và anh ấy nói nước mỹ đã không nhìn thấy sự hủy diệt mà chúa đã chọn cho cô ấy người dân không thể tưởng tượng cơn thịnh nộ của chúa thực sự như thế nào sự tức giận của ngài đối với tội lỗi của họ thật dữ dội làm sao trên thực tế đức chúa trời thậm chí không thể nhìn vào hành tinh trái đất bởi vì nếu ngài làm như vậy ngài sẽ phải trút sự phán xét và cơn thịnh nộ của ngài ngay bây giờ Chúa Giêsu đang đứng và cầu bầu cho hành tinh trái đất. Chúa Giêsu là người đang nhìn vào tất cả những gì đang xảy ra. Tôi nói, có phải sự phán xét sẽ đến không? Anh ấy nói, nó được viết ra. Tôi nói, liệu cơn thịnh nộ có kinh khủng không? Ông nói, Sodom và Gomorrah nhẹ nhàng so với những gì sắp xảy ra. Một lần nữa tôi nói, làm thế nào nó có thể được thay đổi? Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn thảm họa này xảy ra? Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói từ thiên đường. Tôi biết đó là tiếng nói của Đức Chúa Trời. Ngài nói như sấm, nếu người của ta hạ mình xuống và cầu nguyện, ta sẽ nghe huếu họ bắt đầu khước từ những giải trí của thế gian, thì ta sẽ nghe họ từ thiên đàng. Nếu họ sẽ ngừng tìm kiếm giải trí và bắt đầu tìm kiếm ta, nếu họ sẽ tắt chương trình của họ và đến với ta và mời ta tham gia, nếu họ sẽ mang lại bài dạy đúng cho mọi người, nếu họ sẽ bắt đầu nghe tiếng nói của ta, thì ta sẽ không dán tai họa của ta ra ngoài. Đó là khi tôi biết Chúa đang lắng nghe mọi cuộc trò chuyện của tôi với thiên thần. Đó là cách Đức Chúa Trời nghe thấy mọi cuộc trò chuyện diễn ra ở đây trên trái đất. Cái gì đang chảy ra từ miệng của bạn? Thiên thần nói với tôi rằng đó là lệnh của Đức Chúa Trời cho chúng tôi để viết khải tượng này trong bản tin của chúng tôi. Tôi nói, tại sao lại là chúng tôi tại sao người khác không thể làm điều đó anh ấy chỉ lắc đầu và nói chú nói rằng hai người daniel yoder và vợ của anh ấy rebecca brun đã không nổi tiếng đến mức một chút nữa sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào khi chú giải thoát cho tôi tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về những gì tôi đã thấy https manadivin com 2022 06 25